Dạ vâng, cơ sở bán vật tư ngành ong bên em lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì nay em lại qua cái xưởng sản xuất thùng ong để quay lên cho các bác về cái lô thùng mới này. Về cái lô thùng mới này thì giá cả nó rất là rẻ, nó chỉ có 120.000 đồng thôi. Đấy, để phục vụ các bác, đối với các bác là hộ nuôi nhỏ lẻ cũng như là các bác với cái điều kiện kinh tế không có để sử dụng cái thùng liền. Các bác lên tham khảo sử dụng cho mình cái thùng ghép này. Về cái thùng ghép này, nguyên liệu để làm lên chiếc thùng ghép thì vẫn được làm bằng gỗ gạo các bác nhé. Gỗ gạo và có pha tạp một chút, ví dụ như là gỗ cây sấu ăn quả này, cũng như là cái giác mít. Thì về những cái gỗ đấy thì nó cũng rất là tốt cho con ong khi sinh sản ở bên trong, cũng như là cái gỗ đấy là đảm bảo cho các bác là nó sẽ không bị mọt mối nhé. Còn về thùng thì quy cách vẫn làm như cái thùng liền. Đấy, tất cả những cái đường led đây, các bác có thể thấy là cái phần cửa đây, cũng như là cái phần mòi cắt lắp đây. Đây là cái chỉ này. Đấy, cái chỉ ghép nhân nhé các bác nhé. Đấy, thùng ghép chứ có nhân ở bên trong nhé, để đảm bảo là khi ví dụ về các bác sử dụng nó có co ngót ấy, thì nó sẽ không bị há rộng. Đấy, thông báo lại đối với các bác là cái thùng này nó chỉ có 120.000 đồng trên một thùng thôi. Đấy, trong đó là chưa bao gồm phí cước vận chuyển. Gỗ đã cũng bảo hành cho các bác là ngâm từ 6 đến 8 tháng rồi. Đấy, các bác không lo mọt mối một chút nào cả. Đấy, về bên trong này các bác này. Đấy, làm y xì như là cái thùng liền, kích thước nó cũng như thế nhưng mà chẳng qua là gỗ là nó ghép thôi. Về cái thùng này thì nó sẽ chia ra làm hai loại, một loại là giác gỗ cây mít các bác nhé. Giác gỗ cây mít thì giá cả của nó là sẽ cao hơn 10.000 đồng so với cái cỗ gạo, bởi vì giác mít nó rất là chắc chắn, cũng như là về cái tuổi thọ khi các bác dùng ấy, về cái thùng này nó rất là bền này. Đấy, thùng ghép nhà em thì làm là ghép hai mảng như thế này. Đấy, thùng ghép thì nó sẽ ghép một mảng thành bên đây, một mảng thành bên đây và một mảng lắp ở bên trên. Đấy, nó chỉ ghép ba phần thôi, còn tất cả về cái phần đốc đốc trước và đốc sau thì đều là liền. Đây, thùng ghép đây các bác này. Cái này thì làm sẽ lâu công hơn, nhưng mà cái nguồn gỗ nhập vào thì nó sẽ rẻ hơn các bạn. Đấy, thì thùng nó sẽ rẻ. Cái đợt này mà bác nào mà có nhu cầu mua cái thùng rẻ này thì rất là thích hợp này. Đấy, bên cơ sở là luôn luôn tạo ra những cái thùng mà nó giá trị, nó rẻ tiền thôi. Đấy, để phục vụ cho các bác. Còn ví dụ như cái thùng liền đây các bác này, thùng liền thì bên cơ sở em đang bán là 160. Đấy, thùng liền đây. Thùng liền 100% như thế này. Đấy, tất cả phần thành này. Đấy, thành bên đây. Đấy, và phần trên đỉnh đây thì là đều là liền. Đấy, các bác này. Đấy, liền 100% như thế này thì giá của nó là 160. Còn đối với cái thùng ghép như thế này, nó cũng tương đồng như thế, nó chỉ ghép 3 mặt thôi, nhưng mà giá của nó chỉ 120.000 thôi. Đấy, giá của nó là sẽ rẻ hơn là 40.000 đồng so với một cái thùng liền, nên là các bác lên tham khảo nhé. Còn về gỗ thì bên cơ sở em là sẽ phân ra làm hai loại, một loại là giác mít, một loại là giác giác cây gạo, gỗ gạo. Đây, giác mít đây thì nó đắt hơn 10.000 này. Cái này thì cực kỳ là đẹp, bảo hành cái thùng này cho các bác là dùng 5 năm chả bao giờ mối mọt cả. Đấy, rất là chắc các bác nhé. Còn về cơ sở nhà em thì đóng tất cả các vật tư về ngành ong. Đấy, ví dụ như cầu ong này, thùng kế hoặc là cầu kế thì đây là thùng kế đây. Thùng kế này thì về kích thước của nó thì là nó là dành cho thùng nuôi dành cho ong lội này. Đấy, đối với các bác muốn nuôi thùng kế dành cho ong lội thì mùa này khai thác vật keo rất là tốt này, thì các bác lên tham khảo về cái thùng kế này đối với cái đàn ong mạnh. Còn về cũng khuyên cho các bác là về cái thùng kế này thì ong của các bác là phải giống ong tốt. Đấy, nó phải giữ được từ thế 5 cầu trở lên đến 7 cầu thì nó mới khai thác nó đủ được mật ở bên trên. Đấy, cầu kế đây các bác này. Đấy, cầu kế. Một video thì cũng xin giới thiệu tới các bác là về cái thùng nuôi ong ghép này. Thì giá rất là rẻ, báo giá công khai cho các bác rồi. Đối với các bác nào mà có nhu cầu đặt mua thì các bác liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Các bác điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Còn đối với các bác mà không có thời gian thì các bác có thể là kết bạn Zalo trực tiếp. Đấy, trao đổi với nhau cụ thể qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cụ thể. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.